Chào tất cả các bạn Thiếu hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một loại côn trùng bé nhỏ Ở đây mình có một con chuồn chuồn Người ta thường bảo là chuồn chuồn bay thấp trời mưa, bay cao trời nắng, bay vừa trời râm Rơ âm râm Đấy. Ở đây thì mình chế thêm một câu nữa đó là chuồn chuồn có 6 cái chân, có hai cặp cánh và thích ăn côn trùng Đấy. Chuồn chuồn thì theo mình để ý thì nó ăn thịt chứ nó không ăn cỏ. Mình đã cho nó ăn thử dế rồi và thấy nó ăn rất là ngon lành, khá là kinh dị. Rồi, về cái cận cảnh thì chúng ta ấn tượng nhất đối với chúng ta đó là cái cặp cánh đúng không ạ? Các bạn thấy rằng cánh chuồn chuồn được làm từ một cái vật liệu rất là mỏng manh à trong suốt nhưng mà cực kỳ chắc chắn. Ở trên cánh của nó thì có những cái đường vân đấy những cái đường vân này rất là khỏe các bạn ạ à, các bạn biết rằng là chuồn chuồn phải cánh với một cái tốc độ gọi là tốc độ sa kê tốc độ bàn thờ đấy nhưng mà cánh của nó vẫn đảm bảo được cái uh, sức chịu đựng bởi vì là nhờ những cái đường vân này nhờ cái cấu tạo cánh khá là đặc biệt rồi về phần thân của chuồn chuồn thì nó có một bộ ngực rất là đô có lẽ bởi vì phải tải cái bộ cánh này cho nên là nó có một cái bộ ngực. À một cái ngực khá là to đấy. Rồi. Cái bụng thì thuôn dài, ở trong bụng của nó thì cũng chẳng có gì nhiều đâu, chủ yếu là rỗng thôi à. Ở phần cuối đuôi này, đây thì nó có trứng đấy các bạn. Hồi sáng thì mình có để ý là con này nó có đẻ trứng. thì mỗi khi mà các bạn thấy chuồn chuồn nó bay, đấy sau rồi nó nó nhúng cái đuôi của nó xuống mặt nước thì có nghĩa là nó đang đẻ trứng đấy trứng của nó sẽ nở ở dưới nước à, theo mình biết là như vậy <laughs> không biết là có chém không rồi về cái phần đầu thì chuồn chuồn có hai cái mắt rất là to đó là cái đặc điểm nổi bật của cái phần đầu mình quan sát kỹ thì cái phần đầu của chuồn chuồn cái phần mắt của chuồn chuồn nó được uh, cấu tạo từ những cái mảnh ghép rất là nhỏ mảnh ghép li ti ghép lại với nhau rồi về chân chuồn chuồn thì các bạn thấy rằng là chân của nó thuộc dạng chân khớp uh, có vài cái lông tơ này và đầu cái đầu cái bàn chân của nó thì có hai cái mấu giúp nó bấu rất là chặt này nó đậu trên tay mình rất là tốt cho dù mình có lúc lắc mạnh thì nó cũng không hề xi si nhê gì cả ok bây giờ mình sẽ đổi hướng quan sát cho các bạn xem nhé đây chuồn chuồn vầy cánh này Đấy, vẩy cánh với tốc độ bàn thờ, rất là nhanh Ở đây thì chúng ta quan sát kỹ cái miệng của chuồn chuồn Có bạn nào đã từng lấy chuồn chuồn cắn rốn không nhỉ? Đấy, chuồn chuồn cắn rốn để tập bơi đúng không nào? <laughs> cái miệng của nó này Đấy, đấy, đấy cái miệng này nó có hai cái răng sắc để nó nhai thức ăn hồi sáng mình có thử cho nó ăn một cái đùi của một chú dê bé nhỏ tội nghiệp thì nó nhai rất là ngon lành khá là kinh dị mình lúc đầu cứ tưởng chuồn chuồn ăn lá cây chứ ai ngờ nó lại ăn côn trùng đây à, chân của nó thì chân của nó các bạn nhìn thấy là có hai cái mấu ở bàn chân này giúp cho nó bám rất là chắc là hai cái mấu ok thì con chuồn chuồn chỉ có vậy thôi thế mà trong tuổi thơ của mình nó để lại một cái dấu ấn khá là khó quên ôi cái bụng của nó bị sao thế này không sao cái bụng này nó có thể gặp thẳng ra được ngày xưa thì lúc nhỏ mình hay hay ra ao hoặc là ra vườn chơi thì mình hay đi bắt những cái con chuồn chuồn là những cái con côn trùng à, nhỏ nhỏ đấy. đấy ngày xưa thì mình cũng đã từng từng bắt cái con này để cho nó cắn rốn đấy nhưng mà thực chất thì chuồn chuồn cắn rốn không phải là cắn rốn là biết bơi đâu nhé các bạn bơi là chúng ta phải tập bơi đấy. chúng ta phải tập phải luyện tập thì chúng ta mới bơi được chứ còn chuồn chuồn cắn rốn mà nhiều khi nó cắn chảy máu nhiễm trùng đấy các bạn lưu ý nhá đấy. Rồi thả cho chuồn chuồn bay đi Rồi chào tạm biệt tất cả các bạn